Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm theo thử thách của một bạn, đó chính là cầm AW lấy top 1 mở ngoặc, không cầm lục. Và nếu mà lấy được top ấy thì bạn ấy sẽ chặt cu, ok. Không biết điều này có phải là sự thật hay không. Nếu mà đây là sự thật thì chúng ta lại mất đi một dòng họ rồi. Khổ thân, khổ lắm cơ. Mình sẽ cố gắng lấy cái top 1 để bạn ấy chặt cu nhá. Úi dồi, cái gì đấy? Bay qua luôn à? Căng vậy. Bên này có TMP nó vậy đấy bạn này. Khó lắm. Cẩn thận phía sau bạn này, mình không có lục đâu. Vâng, tầm này thì bắn AW nó không thể cản được giữa ba anh em ạ. Một viên nó thấm tháp vào đâu, thà bắn 3Z thì còn được. Vâng, sau lưng bạn ơi. Đúng rồi, vẫy đi. Hay quá, vâng, thằng này vừa vẫy sau vừa vẫy trước. Rồi, tôi xong rồi. Tuy là bạn hay, nhưng giữa ba nó quá đông bạn ơi. Mình phải té thôi. Quả đấy bạn đừng trách mình nhá, mình không có mang theo lục. Vâng, anh em nó bóp dái quá. Con thử thách khốn nạn không có lục thì cover thế đích nào được. Mỗi hai anh em chia rẽ tới anh em chúng tôi, thế là không được nhá. Mấy thằng này đúng quyết tâm hiếp chết mình kìa. Vai xoài. Thôi chạy rồi. Mình không có lục nên không thể can đảm mà đứng lại mà chơi bọn kia được. Chúng ta phải chạy. May quá, hôm nay thì mình mang theo Curry VIP Inferno, nên thực sự việc chạy để thoát khỏi bọn này cũng khá đơn giản. Úi dồi ôi, nó qua được rồi kìa. Úi dồi, mất má rồi cái ra. Đầu xanh. No. Help me. Help. Tôi xong rồi, gãy má rồi. Trời ơi. Còn 20 giây nữa. Chạy đường nào đây. Úi dồi ôi. Úi dồi. Úi dồi, cái định mệnh đông vãi xoài. Vâng, quả đấy mình nhảy mic ạ. Chán thế. Mình bị trượt chân nó rớt xuống luôn. Chứ quả đấy mình nhảy lên đây được thì chợt. Vâng, cố mà chạy. Mình mà lên được tới đây thì bắt mình bằng mắt nhá. Mình tiếc quá. Quả đấy bị trượt tay. Úi dồi, thằng này lại cầm TMP đi quay tay với mình à. May quá. Vâng. Nó qua tới đây mà nó làm giống ba ấy thì khóc ra tiếng mán thôi. Vâng, cầm ốp thì ơ kìa, vai xoài. Mình đợi tụi nó bắn để nhấp nháy mình ăn nè. Thế đấy nào, bọn này nó cũng dừng để tụi mình bắn nhấp nháy nó ăn. Khôn thế. Ở trong phòng là thằng nào cũng khôn. Hủy diệt phía dưới các bạn này. Chạy đâu ấy. Trận này hơi bị ít dùm bay rồi. Úi dồi ôi. M249 Sliver nó xoáy nữa thì thôi chứ. Đây rồi. Phải làm dùm bay đi cưng. Ơ kìa, một pha snap không tâm, thích đích nào không ăn được. Cảm thấy ảo lòi đấy. Rồi chúng ta sẽ lên khu vực cao nhất. Úi dồi ôi, cương thi ở dưới kìa. Ở trận này có cương thi thì chúng ta sẽ cầu mong zombie hiện thân nào. Úi dồi ôi, toàn headshot thôi. Nhấp nháy đi, đúng rồi. Đúng rồi, à hi hi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vâng, vì những cái phát như đấy mình mới có được nhiều kill. Các bạn đừng trách mình nhá. Rồi chúng ta sẽ đợi chờ. Mình nghe tiếng cào xoẹt xoẹt ở đâu đây. Té thôi. Không nên đứng lâu một chỗ. Tại vì khẩu AW này nó yếu mà nó tiếng nó vang cực ấy. Thôi mình cảm giác là bắn ở đâu tụi nó cũng nghe được mà nó sẽ chạy đến cào. Rồi chúng ta sẽ lên đứng đây đi. Úi dồi ôi, bất lực chưa. Vâng, cương thi nó đáp ngay hai quả bưởi vào mặt thì sống thế đấy nào được. Khổ thân. Úi dồi ôi, có hero rồi. Hero thì chúng ta sẽ đứng bắn chúng nó yếu yếu tí. Mình sẽ biến hero và clear team nhá. À, cứ như thế đây, chúng ta sẽ quyết định là như thế. Úi dồi, tơ kìa. Mình tơ. À, mấy con lợn này. Mấy con lợn này. Úi dồi ôi. Tơ ơi, làm gì vậy. Úi dồi, cái định mệnh này thì chặn đường này. Nhấp nháy chứ cưng. Mình sợ yếu. Ôi tôi xong rồi. Cái định mệnh nó lừa. Vai xoài. Biến hero chán được kêu nào. Vai thật. Bị kẹt cái tường. Khốn nạn thế. Quả đấy mình ham nhìn đằng kia. Nhìn cái thằng zoom non nó chạy đi theo kiểu bất lực ấy. Nó ra nó chặn đầu. Nhưng hai phát thôi. Nó biết ngay là nó yếu rồi. Mình cứ mãi nhìn về nó chạy đi đâu ấy. Đâm ra không để ý là sau mình là một bức tường.
Thế rồi, anh tơ đây rồi. Còn chênh lệch về top 1 thì nó cũng không phải là quá nhiều. Tại vì Dubai khá là chất khi mà cào được cực kỳ là nhiều thằng top 1 luôn. À, quay tay à. Đây rồi. Này thì đứng im này. Té rồi, 36 kế. Phắn. Đấy, cầm Curry VIP Inferno ấy thì cái việc parkour nó cũng khá đơn giản thôi. Đơn giản như đan rổ thôi. Úi giời, thằng có bạn đồng hành rồi các bạn này. MG3 Sliver. Úi giời, cái gì ấy? Hai thằng hủy diệt nó chen nhau nó lên ạ. Căng vậy. Rồi có hero luôn. Con trận này hơi bị nhiều hơi hero nhưng mình không làm được cái con quần què gì. Rất là khó. Úi giời. Ngon thế. Ơ à, không phải là MG3 à? Vai xoài. Nó là RBK VIP. Mình nhìn mắt, chắc là mắt mình nó bị già rồi. Nó lão hóa anh em ạ. Hay rồi. Úi giời ơi. Ngon thế. Hai con nhấp nháy rồi rơi xong rồi. Nó đã bị giết rồi. Quá đen. Vẫn đen thôi. Đỏ vẫn vậy. Hai con lợn này mới qua đây làm gì. Thằng Tơ nó đứng nó hớp hàng nữa chứ. Cái đậu xanh này thì hớp hàng này. Xuống đây. Này thì vào đây. Úi dồi. Úi dồi. Cô đứng đây thì chỉ có nước chết thôi bạn này. Chỉ có nước chết thôi. Ok. À hủy diệt này. Cái định mệnh. Này thì. Này thì đùa với chúng tôi này. Úi dồi. Có sự góp mặt của anh Tơ. Anh Tơ lượm vào cái hụt luôn. Căng vậy. Úi dồi, úi dồi. Úi dồi. Tao sợ mày quá. Úi dồi, Tơ kìa. Làm gì Tơ? Làm gì? Làm gì? Đùa. Đùa. Đấy, top 1 rồi, anh em thấy đơn giản không ạ? Hero cái quả đấy, cái quả thứ hai, cái quả thứ ba ấy, đáng nhẽ mình lấy top rồi cơ. Ở đấy mình chơi xàm quá à. Mình ý thế là có hero. Cay, nó bị một bầy nó hiếp. Bây giờ chơi đàng hoàng lại. Lại đây, tao sợ chúng mày quá cơ. Ôi, cái định mệnh, thôi xong rồi. Thế này đua top thì đéo nó được nhờ. Không sao, mình đang bỏ xa cái thằng top 1 khá là dài. Để mình đi cào mấy cái thằng này kiếm điểm. Mà không cho nó boot kill. Rèo trên thùng hàng này. Kìa cái thằng, cái định mệnh sao nó bắn tao. Úi dồi. Cái thằng lên bàn thờ nó không cover ấy. Thì mình đã nhảy lên tới đầu nó luôn rồi. Tiếc thế. Cái định mệnh thằng bàn thờ ấy. Thôi xong rồi, nó lên đây. Thôi, quỳ. Và bây giờ chúng ta sẽ đợi chờ top 1 các bạn ơi. Đứng ra đây boot kill. Để mình lấy cái top 1 cho thằng kia nó chặt cu à. Rồi. Không lên được anh em ạ. Thực sự bọn này cầm ngắt linh rất là đông. 3Z nữa cover thì chịu rồi. Có súng sấy. Có súng bắn rất là mạnh. Sniper. Thì chả bố con thằng nào lên được đâu. Khó lắm. Và chúng ta sẽ chờ đợi giây phút top 1 thôi. Chứ không nên nỗ lực mà lên cào làm cái gì. Úi trời, nó bắn sấy kìa, cái định mệnh nữa. Thằng thì 3Z nó vẫy, thằng thì gắt linh nó sấy. Không bắn thế đích nào được, chỉ cần hai thằng thôi là nó đủ cover cho nhau rồi. Chứ đừng nói tận 4 thằng. Thực sự chơi như này có vui gì không? Có vui gì không? Vâng vui à? Vâng vui thì cứ chơi đi. Bắn một mình đi. Ôi thôi xong rồi. Vãi xoài, không để ý để bị nó bắn yếu. Chúng ta đi nấp thôi các bạn này. Đừng có lên hiến máu làm cái gì cho mệt người. Đấy, cứ đứng đây nấp thôi. Cho nó chơi một mình đi. Vâng thẩm du, kệ bà đi. Đây là cách tốt nhất đối với thẩm du thùng hàng. Anh em cứ trốn hết đi. Đừng có lao ra làm gì cho nó bỏ ghét anh em ạ. Chơi mà không được bắn thì nó chúa ghét như này lắm. Thế luôn. Bắn như này chẳng có gì vui. Đấy cứ vào quay tay như này. Đừng trách tại sao Zumbai đi quay tay nhá.
Ok, và chúng ta đã được top 1. Thằng kia chặt cu nhá. Tôi chuẩn bị dao kéo sẵn sàng và chặt cu nhá. À, chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem này thấy hay thì đừng quên like, subscribe kênh của mình nha. Bye bye các bạn và hẹn lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.